Hôm nay lên cho anh em một siêu phẩm. Một viên thuốc có cấp giá 2,5 triệu baht, trọng lượng 7,4 kg của mỏ năng kim. Vỏ da của vật liệu này rất cứng, cảm giác bề mặt rất bằng phẳng. Ngoài ra tinh thể da đá rất mịn. Sau khi nhấn đèn thấy có biểu hiện rõ ràng của lớp sương mù màu vàng. Bên này bật đèn cũng thấy màu sắc. Hình dạng đá tổng thể là hình chữ nhật, góc cạnh rõ ràng. Độ biến thể của vật liệu sẽ không quá lớn, là hình dạng thích hợp để các vòng tay. Sau đó bên này có chút biểu hiện màu sẫm, nhưng không có biểu hiện đầu nước rõ ràng sau khi soi đèn, chứng tỏ nó chỉ là màu bám trên bề mặt, nó sẽ không bị ăn sâu vào thịt. Chủng của vật liệu này, tôi dự đoán là nhất sát trùng sẽ có hoa bay bên trong. Được rồi, chúng ta trực tiếp vẽ đường cắt. Hãy vẽ đường dọc theo độ dày của một chiếc vòng tay trên mặt lớn. Điều này có thể đảm bảo xác suất viên này làm ra vòng tay cho số lượng lớn nhất. Được rồi, chúng ta không nói nhiều, cắt trực tiếp. Mộc khô nam kim trị giá 2,5 triệu cắt nặng gần 8 kg đã được cắt xong rồi. Sau khi cắt ra rất hoàn chỉnh, có 3 chiếc vòng tay trên một mặt. Nhiều người xem video sẽ cảm thấy lạ. Tại sao ở đây có vết nứt còn vẽ vòng tay? Cái này thực ra nó chỉ là một vết nứt vỏ. Nó không sâu, nó chỉ là một vết nứt mỏng. Toàn bộ vật liệu không bị ảnh hưởng, giống như chúng tôi đã dự đoán trước đó. Đây là chủng nhất sát, nó có màu nền, hoa xanh cũng vào. Nhưng điểm duy nhất của chất liệu này là sâu phía dưới còn ít tạp chất đen. Khi chúng tôi làm vòng tay, đến lúc làm hàng, có thể lọc tạp ra được. Tiếp theo chỉ cần cắt lát theo độ dày vòng tay. Độ dày còn lại còn có thể cắt hai lần nữa. Bạn ơi, bạn nghĩ vật liệu này lời hay lỗ? Ai có kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức hãy bình luận nhé.